Máy móc Minh Chí xin chào tất cả anh em nhé. Năm 2020 thì anh em chúng ta là đã quá quen với những cái dòng bột rửa xe không chạm ở trên thị trường rồi. Vậy thì chúng ta nên lựa chọn những cái loại bột nào uy tín chất lượng mà đang làm mưa làm gió trên cái thị trường của Việt Nam hiện nay? Thì bên mình xin phép giới thiệu, trước mắt là có rất là nhiều loại bột nhưng mình chỉ giới thiệu qua là 5 loại bột đang được coi là thông dụng nhất trên thị trường hiện nay. Đầu tiên là gói vàng OPS này. Gói vàng OPS này thì anh em đã biết rất rõ rồi đúng không? Gói này sau qua nhiều lần cải tiến thì bột nó đã chuyển sang màu hồng để tránh tình trạng hàng giả hàng nhái. Cá nhân tôi đánh giá thì bột OPS này cũng là một bột rất là lâu năm và đã đi đầu trong cái thị trường bột rửa xe của Việt Nam. Thương hiệu OPS, logo màu đỏ đây, có ISO 9001 do Trung Quốc sản xuất, xuất khẩu sang bên châu Âu. Sản phẩm này thì đạt được đầy đủ những cái yếu tố để mà xuất khẩu sang bên châu Âu. Sản phẩm này giá dao động ở ngoài thị trường 59.000 một gói. Anh em mua một bao 25 gói giá xuống còn 55.000, bao ship tận nhà nhá. Một gói này thì tỷ lệ pha của nó là 12 gram trên 1 lít nước. Một gói 500 gram chúng ta pha được 40 lít nước. Sản phẩm này thì là một trong những cái sản phẩm lâu đời, anh em tin dùng, đáng mua. Sản phẩm này thì có một cái ưu điểm là dùng rất ok nhưng nhược điểm là hay cháy hàng. Bởi vì là mỗi lần về một công 15.000 gói thì nó chỉ bay trong vòng khoảng 5 đến 10 ngày thôi. Cho nên là khi anh em chúng ta đặt cái sản phẩm này hay gặp cái tình trạng là cháy hàng. Tiếp đến là một cái bột rửa xe thương hiệu của Thái Lan. Sản phẩm này thì cũng đang làm mưa làm gió trên thị trường. Giá của sản phẩm này cũng là 59.000 một gói, miễn phí vận chuyển về tận nhà. Một bao 25 gói thì là giá là 55.000 và bao ship. Sản phẩm Made in Thái Lan này có những cái ưu điểm là một gói này pha 80 lít nước, tức là gấp đôi gói vàng. Cái thứ hai là có thêm chất tạo bóng này, bóng vỏ xe và có chất thêm chất tạo bóng lốp, vừa rửa không chạm và vừa rửa la răng. Sản phẩm này thì đã được thít cũng như là dập chặt ở hai bên đầu, thành ra là không bị bay, không bị bung. Dung tích là 500g, Made in Thái Lan. Sản phẩm này thì được nhiều anh em sử dụng, tin dùng. Khu vực miền Trung, Tây Nguyên, miền Nam sử dụng cái gói này rất là nhiều nhé. Và một số lượng về thì cũng khoảng 15.000 gói. Anh em chúng ta có nhu cầu có thể đặt mua ngay trên website của bên mình. Đây chính là maymocminhchi.com hoặc là minhchimaymoc.com nhé. Tiếp đến là cái gói màu đen có thương hiệu là OPS, nhưng mà anh em chúng ta hay gọi là gói rửa la răng. Tức là gói này thương hiệu cũng là OPS. Đây, hai logo của nó giống nhau. Ngày xưa thì nhà sản xuất người ta dùng cái thương hiệu dùng gói là 700g, nhưng bây giờ nhà sản xuất người ta đã giảm xuống còn 500g. Giá của sản phẩm này đang bán ở ngoài thị trường là 70.000 một gói. Mua 25 gói trở lên giá xuống còn 65.000 và bao ship. Sản phẩm này thì có hình logo của chiếc la răng, vừa tẩy không chạm và vừa tẩy la răng. Đấy, Ring Cell Cleaning Angel. Sản phẩm này nhá cũng đạt ISO 9001 về chất lượng của sản phẩm. Và nhiều anh em chúng ta sử dụng thì nên mua cái loại này, nó sẽ khá là đè sạch hơn. Tỷ lệ pha của nó khoảng 60 lít nước trên một gói 500g. Rất là đẹp. Đấy, bao bì của bên Trung Quốc làm rất là tốt nha anh em nhé. Sản phẩm này là một trong những cái sản phẩm đi đầu trong cái bột rửa xe không chạm rồi, đã vào thị trường của Việt Nam. Chính thức năm nay là năm thứ 2 và năm thứ 3 rồi anh em ạ. Đang năm thứ 3 rồi nhá. Cho nên là hai sản phẩm này là một sản phẩm rất là lâu đời và đáng mua. Tiếp đến, năm 2020, Việt Nam vừa ra một cái gói bột rửa xe thương hiệu của Coco. Đây là một trong những cái sản phẩm được đánh giá là tiên phong, đáp ứng được đầy đủ những cái yêu cầu về bột rửa xe, có hướng dẫn sử dụng cả tiếng Anh, tiếng Việt. Sản phẩm này thì nhiều anh em sử dụng và khá là thích. Sản phẩm này hứa hẹn năm nay sẽ thay đổi gần như là cấu trúc về rửa xe, cũng như là cái cấu trúc bột tỷ lệ sạch. Thì cái thương hiệu Coco này được đánh giá là uy tín chất lượng, giá trên thị trường cũng đang bán là 59.000 một gói. Mua một bao 25 gói giá xuống còn 55.000 nhá. Sản phẩm Coco này thì chất lượng nhiều anh em đã dùng và review đánh giá là cực kỳ uy tín và cực kỳ chất lượng, khá là tốt, nên mua. Ok, cuối cùng là một cái dòng Stormer vừa mới ra mắt tháng 1 năm 2020. Sản phẩm Stormer này được đánh giá ISO 9001 kiểm định xuất khẩu sang bên châu Âu. Sản phẩm này thì vừa tẩy la răng và vừa tẩy không chạm, gói 500g. Sản phẩm này là tiền đề của sản phẩm OPS này. Cái Stormer này nhá là một trong những mẫu ra năm 2020 gần như là đáp ứng được hết tất cả những cái yêu cầu xuất khẩu sang bên châu Âu. Anh em có thể nhìn thấy cái ISO 9001, cách sử dụng cũng như là
hình dáng rất là tốt, rất là bắt mắt. Sản phẩm nhập khẩu từ bên Trung Quốc xuất khẩu sang bên châu Âu nhá. Thì năm cái loại này đều đáng mua, quan trọng là anh em chọn loại nào thôi. Bởi vì là anh em chúng ta phải dùng qua 5 đến 6 loại này. Mỗi loại, mỗi vùng đất chúng ta hợp với một loại bột. Có anh em ở trong vùng trong Tây Nguyên đất đỏ nhiều, chúng ta lại dùng những cái loại bột khác. Anh em chúng ta ở miền núi, chúng ta dùng bột khác. Anh em chúng ta ở thành phố, chúng ta lại phải dùng bột khác. Cho nên là không thể nào mà sử dụng được ngay. Nếu như anh em chúng ta đặt mua, nên chọn lựa những cái sản phẩm, mua từng loại một. Đấy, hoặc là mua một lúc 5 loại về dùng thử. Cái nào anh em chúng ta cảm thấy ok, chúng ta triển. Không ok, chúng ta chuyển sang dạng nước. Thì OPS này có dạng nước này, Thái Lan cũng có dạng nước, Strawmer này cũng đã ra dạng nước rồi. Chỉ còn riêng thằng Coco thì chưa thấy ra thôi. Mọi chi tiết đặt mua sản phẩm này, giá thì mình đã nói rõ rồi. 59.000, 59.000, 70.000, 59.000 và 59.000. Nếu như anh em mua, chúng ta mua được một bao 25 gói, giá giảm xuống còn 55.000, 55.000, 65.000, 55.000 và 55.000 nha anh em nhé. Mọi chi tiết đặt mua sản phẩm, anh em có thể liên hệ với cả bên mình, maymocminhchi.com hoặc là minhchimaymoc.com, 0914986666. Rất là hy vọng với những cái trải nghiệm này tôi vừa mới review qua cho anh em, anh em có một cái nhìn đa chiều hơn về các loại bột rửa xe năm 2020. Hy vọng anh em sẽ có được những cái lựa chọn tốt nhất cho cái công việc của mình. Cảm ơn anh em đã xem video và hẹn gặp lại anh em ở những cái video sau nhé.